Sáng ngày 10 tháng 7, ông Trần Văn Nam, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, cho biết huyện đã phối hợp Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chuyển 200 người dương tính COVID-19 đến các bệnh viện điều trị ngay trong đêm ngày 9 tháng 7. Trước đó, cùng ngày, sau khi huyện Bình Chánh báo cáo về việc có 200 người dương tính COVID-19 phát hiện trên địa bàn chưa có bệnh viện nào thu dung, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh và Sở Y tế điều phối, sắp xếp để đưa số bệnh nhân này đến bệnh viện điều trị. Tất cả 200 bệnh nhân trên đã được đưa đến bệnh viện dã chiến ở khu tái định cư 30 ha Vĩnh Lộc B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Đến sáng nay, ông Nam cho biết việc chuyển 200 bệnh nhân trên vào bệnh viện đã hoàn thành. Trên địa bàn huyện không còn tình trạng F0 đã phát hiện phải để ngoài cộng đồng. Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến về tình hình chống dịch ngày 9 tháng 7, lãnh đạo huyện Bình Chánh cho biết sau khi phát hiện các ca COVID-19 ở chợ đầu mối Bình Điền khiến chợ phải đóng cửa vào ngày 6 tháng 7, huyện đã cho truy vết tất cả những người liên quan đến chợ này tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn và phát hiện 300 ca dương tính. Sau đó, 100 ca bệnh đã được chuyển đến các bệnh viện điều trị COVID-19. 200 ca còn lại phải để ngoài cộng đồng vì chưa có nơi tiếp nhận. Ông Nam cho biết trong những ngày tới, huyện tận dụng thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tiếp tục truy vết quyết liệt để chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh từ các ca dương tính đã phát hiện.